Ngày Tết Việt Nam khắp nẻo quê hương tưng bừng mở hội, có trong lăng dục lòng người hớn hở, có pháo bông bừng sáng giữa giao thừa. Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả một buổi chiều chủ nhật ấm áp bên gia đình và người thân. Xuân Mỹ mở đầu với câu vọng cổ Việt Nam quê hương ngày Tết ha cả nhà. Và trên màn hình hôm nay Xuân Mỹ sử dụng ruộng lúa, ảnh ruộng lúa chỗ đồng đồng đang thì. Lúa này là người ta kêu là lúa đang thì con gái đó cả nhà, để làm nền cho chiếc video này. Để thấy cảnh vật xung quanh chúng ta nó rất là phong phú, đẹp đẽ ha. Thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta những cái quang cảnh rất là đẹp. Để làm ra được những cái hạt gạo cho chúng ta những cái bữa ăn ngon thì người nông dân trải qua một quá trình canh tác mấy tháng ròng, chăm sóc để có những cái ruộng lúa đang thì con gái đẹp như thế này. Như thường lệ video hôm nay thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về cậu Út Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và bây giờ thì Xuân Mỹ sẽ vào thăm nhà cậu Út Gò Công ở trên kênh YouTube cả nhà nhìn thấy ha. Đây biểu tượng của YouTube ha, và cái thanh tìm kiếm bên này mình vô mình tìm kiếm Việt Nam quê hương ngày Tết nha cả nhà. Thấy Việt Nam quê hương ngày Tết á, Xuân Mỹ mới vừa vô câu vọng cổ ha, hát nghêu ngao cho nó vui. Việt Nam quê hương ngày Tết của Hồ Văn Cường đây, mình vô ha, có quảng cáo nha cả nhà, có quảng cáo cho nên để Xuân Mỹ chuyển luôn vô cái lượt view cụ thể. Lượt view cụ thể nè, chiều nay thì 556.000 lượt view rồi, vẫn ở trong top 26 nè cả nhà. Hồi trưa giờ là vẫn top 26 ha, chứng tỏ là khán giả vẫn tập trung vào đây nghe cho nên vẫn còn trong top thịnh hành ha. 26 danh mục âm nhạc thịnh hành và view thì 556, rất là mong khán giả tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường. Đây 162.000 người đăng ký rồi ha, Hồ Văn Cường Official. Và chúng ta nghe qua nghe lại hai bài này đó, bài Việt Nam quê hương ngày Tết tiến gần sát với bài Anh cho em mùa xuân rồi. Anh cho em mùa xuân chiều nay là 630.000 lượt xem ha cả nhà. Rồi Việt Nam quê hương ngày Tết thì 556, cả nhà nhớ nha, Hồ Văn Cường Official, mỗi người chỉ cần tặng một view thôi thì cũng đủ để Hồ Văn Cường tăng view tăng sub trên kênh này rồi. Rất mong cả nhà ủng hộ. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ vào Facebook giới thiệu cái trang fanpage ha, trang fanpage của ca sĩ Hồ Văn Cường. Đây trang fanpage thì như chúng ta biết ha, trang fanpage thì có cái ảnh đại diện MV đầu tay của Cường là Người ơi đừng bỏ quê ha, với cái tấm ảnh áo dài Hồ Văn Cường fanpage nè, 6.900 lượt thích và 14.000 người theo dõi với cái email. Đây contact.hovancuong@gmail.com ha. Bầu show doanh nghiệp, tổ chức, nhạc sĩ, ca sĩ nào muốn làm việc với Cường thông qua âm nhạc, liên quan đến những dự án âm nhạc thì gửi mail contact.hovancuong@gmail.com. Và ở đây cập nhật cái lịch diễn. Đây Xuân Mỹ xin đọc lại lịch diễn ha. Ngày 12 tháng 2 là mùng 3 Tết Sheraton Cần Thơ, 13 tháng 2 mùng 4 Tết sân khấu Trống Đồng, 12B Cách mạng tháng 8, đã có poster ngày hôm qua và đã được Cường cập nhật ở trên đây rồi, Xuân Mỹ sẽ mở hình cho cả nhà coi. 14 tháng 2 là mùng 5 tại Đà Nẵng, 15 tháng 2 mùng 6 tại Hà Nội, con Cường hẹn gặp cả nhà nha. Và ở đây nè cả nhà thấy, đây cái poster mùng 4 đã được Cường cập nhật lên đây luôn rồi ha. Đây Xuân Mỹ xin đọc luôn số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109, quý khán giả nào muốn book vé xem show của Cường không quá xe miền Nam thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ nha, Xuân Mỹ sẽ kết nối với mọi người. Đây là show Cần Thơ nè, khách mời là Nguyễn Kiều Oanh ha. Rồi đây là show Đà Nẵng, khách mời là thầy Lý Minh Trí ha, ở trên trang fanpage của Cường đăng đầy đủ hết. Đây là show Hà Nội, show Hà Nội khách mời là Thu Ba. Và đây show mùng 4 Tết ở sân khấu Trống Đồng, đây là cái poster với chủ đề Xuân quê tôi từ mùng 1 đến mùng 4 luôn, đầy đủ ha. Rồi nè, Cường đã đăng trên trang fanpage của Cường nha cả nhà nè, đăng trên fanpage Hồ Văn Cường fanpage ha. Rồi hôm qua họ đã bắt đầu bán vé nha cả nhà, giá vé đồng hạng là 200.000 đồng thôi, nhưng mà ai muốn mua vé VIP thì họ sẽ bán vé VIP riêng nha.
họ bán vé VIP riêng cho mọi người. Đó, như Xuân Mỹ nói rất là vui và tự hào khi cái poster này Cường ở hàng thứ hai và rất là to ở trên cái poster và đứng ở chính diện anh Sơn ở trên một hàng và tới Cường rất là vinh dự ha cả nhà. Đó, như Xuân Mỹ nói thì chương trình này là do nhà sản xuất 4 cái đêm diễn này. Giống như là bà bầu chính thơ bà bầu chính đó là Trâm Anh Á hậu danh nhân 2022 ha, còn tổng đạo diễn thì anh Ngọc Sơn vậy đó cả nhà. Theo Xuân Mỹ nắm được là vậy ha. Rồi rất là vui ha, như vậy là Cường đã cập nhật poster rồi, cập nhật poster hình lên đây rồi ha. Rồi xong, bây giờ thì Xuân Mỹ vào cái link vé. Ai muốn đặt vé thì gọi sân khấu Trống Đồng ha. Rồi đây cái link vé của ba miền nè, Cần Thơ nè. Cần Thơ thì không có gì thay đổi, vẫn là 141 sân trên sân khấu là vẫn còn 141 ghế ha. Xuân Mỹ sẽ lướt nhanh đây, Cần Thơ poster Cần Thơ Nguyễn Kiều Oanh đây ha. Cần Thơ thì còn vàng xanh hồng ha. Nè, vàng xanh hồng ha. Đó. Ha. Rồi. Vàng xanh hồng. 141 ghế. Đà Nẵng. Đây, tiếp Đà Nẵng. Đà Nẵng thì có giảm nè, chiều nay là vé của show Đà Nẵng có giảm. Cho lên poster cái nhà cả nhà. Đây Đà Nẵng ha. Rồi. Đà Nẵng thì đây. Đỏ vàng xanh hồng còn ha, đỏ vàng xanh hồng thì còn 7 đỏ, 38 vàng, 96 xanh và 55 hồng. Hồng của Đà Nẵng còn cũng có giảm rồi nè, đó. Hồng của Đà Nẵng có giảm nha. Rồi. Như vậy là trên sơ đồ ghế của Đà Nẵng là còn 196 ghế ha. Còn 196 ghế đây. Cả nhà thấy trên trang fanpage không? Giờ Xuân Mỹ vô show của Hà Nội. Của Hà Nội thì vẫn còn 35 ghế nha cả nhà. Của Hà Nội thì còn 7 đỏ, 20 vàng và 8 xanh. Ha. Đây. Đây ha, nè. 7 đỏ, 20 vàng và 8 xanh. Đó. Đó cả nhà, rồi. Đó là vé của ba show diễn của bên Mây. Bên Mây Lang Thang, còn show Trống Đồng thì mọi người sân khấu Trống Đồng để Xuân Mỹ đọc số điện thoại lại nha. Hồi sáng Xuân Mỹ có đọc rồi. Đây. Số điện thoại nè. Đăng trên trang fanpage. Số điện thoại của show Trống Đồng mùng 4 Tết của Cường, vé đồng hạng là 200.000 một vé, có bán vé VIP riêng. Số điện thoại là 0923 338 388, 0933 389 579 ha cả nhà. Đó. Trưa nay sau khi Xuân Mỹ phát video thì cũng có một nickname vô copy nguyên một cái list lịch diễn của ca sĩ Cẩm Ly. Thật sự mà nói thì Xuân Mỹ cũng cảm ơn quý khán giả đó nha, nhưng mà Cẩm Ly lịch diễn của chị Cẩm Ly, Xuân Mỹ chỉ thấy ở trên đây có cái poster thì có ca sĩ Cẩm Ly thôi, còn ca sĩ Cẩm Ly diễn ngày nào cùng với ai thì mình chờ coi ha, còn Xuân Mỹ thì không có quan tâm cái lịch diễn tổng thể của chị, cho nên là Xuân Mỹ không có cần phải góp lên đó, không cần phải dán lên. Đây, bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen ha. Đại học Hoa Sen Đại học Hoa Sen thì đông đảo học sinh trung học phổ thông hào hứng trải nghiệm môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế tại Đại học Hoa Sen. Bên cạnh chương trình hội nhập quốc tế Sen Go Global ngày 27 tháng 1 thì các bạn học sinh đã có cơ hội tham quan tìm hiểu về môi trường học tập tại và các ngành học tại Đại học Hoa Sen. Các bạn sinh năm 2006 đã lấp đầy hội trường 204 với năng lượng và không khí đầy hứng khởi. Các bạn được tham gia vào các hoạt động sôi nổi như là tham quan triển lãm robot,
thử pha chế tại quầy bartender của khoa du lịch nhà hàng khách sạn, vẽ màu cùng khoa thiết kế nghệ thuật. Ngoài ra còn có những cái tiết mục văn nghệ sôi nổi làm không khí của chương trình càng thêm sôi động, đặc biệt sau khi giới thiệu về chương trình hội nhập quốc tế của Hoa Sen. Hơn 130 học sinh đã quyết định đăng ký trải nghiệm đặc quyền này. Đây cả nhà, đăng trên trang Đại học Hoa Sen ha nè cả nhà. Đó. Và đây là hình ảnh. Các bạn này là các bạn học sinh phổ thông trung học nè. Pha chế thử bắn cung ha, tham nói chung là tham quan. Ví dụ như có dự định vô đây thì cũng biết được cái chỗ mà mình muốn vô học là gì, hoạt động như thế nào ha cả nhà, nó cũng thú vị. Để cho các bạn thấy là có hào hứng hứng khởi khi chọn cái môi trường này làm cái điểm đến của mình trong 4 năm giảng đường đại học hay không. Đó là thông tin của trường Đại học Hoa Sen ha. Giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Xuân Mỹ thấy chị Hương Trương có một cái bài cách đây 1 giờ rất là xúc động. Bài viết này đây 1 năm do không thể chia sẻ được, Hương đã làm mới lại. Đây, bài viết rất xúc động nha cả nhà. Bài này đã viết đây đây nè, 1 năm. Đây là những lý do vì sao cô thương yêu con, yêu thương Hồ Văn Cường ngôi sao mãi tỏa sáng. Hôm nay ngày nghỉ, cô Hương ngồi buồn nhớ con. Lấy hình ra xem và cô kể chuyện bằng hình ảnh nhé. Một, Hồ Văn Cường ngoan hiền hiếu thảo, thương yêu kính trọng ba mẹ. Hai, Hồ Văn Cường biết ơn công ơn của thầy cô giáo, luôn ghi tâm khắc dạ trong tim, lòng kính trọng và biết ơn cô giáo của mình. Ngay từ nhỏ, con đã vẽ hình cô giáo và khi quay về trường cũ, con cũng đã vui mừng rơi nước mắt khi gặp lại cô giáo Oanh. Con đã mừng mừng tuổi tuổi ôm cô mình trân trọng mời cô lên sân khấu với lời tri ân. Ba, Hồ Văn Cường rất quan tâm kính trọng và nghe lời thầy Ngọc Sơn bằng những hành động nhỏ nhặt nhất như nâng đỡ và giúp đỡ thầy cầm hoa, mặc dù trên tay con ôm rất nhiều hoa và bước vào bên trong cánh gà. Hồ Văn Cường rất yêu thương kính trọng người già. Năm, Hồ Văn Cường rất lo lắng quan tâm và đùm bọc gia đình. Mới 19 tuổi con đã vừa học vừa lo cho cha mẹ và các cháu. 6. Hồ Văn Cường còn có tình yêu thương bao la rộng lớn dành cho bà con quê nhà dịp Tết. 2023 con đã phát trao tặng 100 phần quà Tết cho bà con quê mình. 7. Hồ Văn Cường rất quan tâm và ga lăng lịch sự khi đưa tay nâng đỡ chị MC đang quay lay quay với áo đầm dài. 8. Hồ Văn Cường rất yêu thương các em và các cháu nhỏ. 9. Hồ Văn Cường ham học, chuyên cần, ôn luyện mọi lúc mọi nơi, thành công không phải ngẫu nhiên mà có được. 10. Hồ Văn Cường rất hòa đồng, tài năng và giỏi, việc gì cũng làm được, biết giúp cha mẹ và góp bàn tay nhỏ làm nên những chiếc bánh tét cho ngày Tết quê nhà. 11. Và điều đáng nói đến tài năng là giọng ca trầm ấm trưởng thành dạt dào, ngọt ngào cảm xúc, bài hát nào cũng chạm đến trái tim người nghe và nhanh chóng bước vào top trending. 1. Hồ Văn Cường và cô Hương thương yêu. Rất đặc biệt, con rất bình thường nhưng không tầm thường. Bé Cường làm rất nhiều điều tuyệt vời và tốt hay lắm. Cô Hương sẽ kể từ từ nhé. Mỗi ngày một ít thôi, câu chuyện 1001 tuần về Hồ Văn Cường hay các bạn ơi, cùng Hương kể tiếp nhé. Bé Cường ơi, cô Hương thương yêu con về tài năng, nhân cách, phẩm hạnh, hiền lành, đức độ của con. Cô Hương thương yêu bé Cường vì con rất xứng đáng. Con xứng đáng để cô bỏ cả đêm không ngủ để làm tầm nên bài viết này. Làm nên bài viết này và hơn một tuần đi tìm hình ảnh, hình con thì chiếm hết bộ nhớ trong điện thoại rồi. Làm sao để lấy ra từng hình, quan trọng là cả công. Nhưng cô lúc nào cũng vui và hạnh phúc vì cô rất thương và nhớ con. Và đây những cái tấm hình Cường với ba mình, mẹ mình nè cả nhà. 20 mấy tấm. Cả nhà, Xuân Mỹ kéo lên ha. Đúng là chỉ rất là kỳ công luôn, từ nhỏ luôn nè. Đó. Dễ thương không? Lúc này ở VN Express đó cả nhà, giao lưu đó. Đó, vẽ cô giáo của mình nè. Rồi lúc này là về hát bài bà Năm, khóc rưng rưng luôn đó. Đây, hát với cô Oanh 20 tháng 11, 2022 ha. Rồi, đây, chú Thị, anh Sơn với người già, với người già, trẻ nhỏ. Đó, những cái hình ảnh với gia đình. Đây ha, rồi, tặng quà ở quê, quà ở quê đó cả nhà. Rồi ga lăng với chị MC đó, với các cháu nhỏ khi về quê chơi Tết đó.
Dễ thương ha cả nhà. Đây nhìn cái hình ảnh này Xuân Mỹ cũng rất là nhớ cái thở tuổi trẻ của mình, tuổi thơ của mình. À, những năm cấp 2, cấp 3 Xuân Mỹ cũng có một cái bảng chép tay, những cái quyển tập nhạc. Và Cường thì ngồi trên đống rơm, còn Xuân Mỹ thì ngồi ngoài mái hiên nhà cả nhà. Cho nên khi nghe Xuân Mỹ hát cái bài vọng cổ Việt Nam quê hương ngày Tết thì có chị hỏi Xuân Mỹ biết hát vọng cổ hả? Thì Xuân Mỹ biết hát vọng cổ từ sớm luôn cả nhà, biết hát vọng cổ hồi đó. Hồi xưa ba Xuân Mỹ là một cây đàn vọng cổ trong đoàn văn nghệ, đoàn văn công của xã, đi biểu diễn ở các xã đó, phục vụ bà con đó. Cho nên là giống như Xuân Mỹ có một cái gen hát vọng cổ trước vậy đó. Đó là hình ảnh chị Hương Chương sưu tầm ha, rất là kỳ công, rất là dễ thương. À, chúc cho cả nhà ơi, ca khúc Tết Việt Nam quê hương ngày Tết thì hơn 500.000 view rồi, cả nhà tiếp tục cài view nha. Rồi mọi người cũng kêu gọi mua vé ủng hộ. Rồi đây chị Trang Thiên, chị này là cô Hai Long Xuyên nè. View cho Tường nè. Rồi phải có nhắn gì với Tường không? Nhắn nói cháu Tường cố lên, cố lên, chắc quá hay rồi đó. Quá hay chắc rồi. Chắc là Tường sẽ thành công. Mau lên top đúng không? Mau lên top. Đúng rồi, tuyệt vời. Em chắc Tường cố lên. Con ở Cần Thơ nha Tường, mùng 3 Tết gặp con ở Cần Thơ. Nên nắm tay con cái được rồi. Có đủ tin của ngoại bao nhiêu người? Có đủ theo 8-9 người trẻ đó nha em. 6 người. Có ông bà hai rau. Tên rau ba. Thấy cơn không cả nhà? Cả nhà à, cô hai là coi như cài view xuyên suốt, kêu Hồ Văn Cường cố lên ha, dễ thương. À, mùng 3 Tết này cô hai hẹn Cường ở Cần Thơ nha. Cô hai rủ đi thêm 6 7 người nữa, thuê nguyên một chiếc xe lớn 7 chỗ đi đó cả nhà, dễ thương quá. Rồi đó là thông tin trên trang Hồ Văn Cường Fan Club nha. Xuân Mỹ để vô chỗ anh Sơn Hạ xem có thông tin gì ha. Anh Sơn Hạ thì đặc biệt là đài truyền hình Vĩnh Long, ảnh cũng giới thiệu nè, 30 đến mùng 6 Tết ảnh cũng tham gia chương trình của truyền hình Vĩnh Long nè, ảnh cũng đăng cái poster nè cách đây 6 ngày nè. Rồi giới thiệu tham gia chương trình Tết của Đồng Tháp ở Lai Dung đó cả nhà nhớ không? Ảnh hát ở chương trình hội hội chợ mua sắm Tết Lai Dung nè, đó. Rồi bây giờ thì vô trang của anh Sơn xem đại gia đình Ngọc Sơn có thông tin gì không để Xuân Mỹ điểm qua nha. Anh Sơn có một cái tút rất là lãng mạn luôn. Anh xin một nụ hôn tình, nụ hôn trao gửi chỉ mình em thôi, nguyện cầu ta mãi có đôi, trọn câu chung thủy suốt đời bên nhau. Ngọc Sơn nè, viết những cái câu thả thính tình lãng mạn không cả nhà, này không biết có nằm trong bài hát mới nào sáng tác không ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang các group xem có những cái phần quà nào nữa không ha. Hôm qua thì cả nhà thấy là có một phần quà, thêm một phần quà của cô ở bên Mỹ ha. Xuân Mỹ đã cập nhật rồi à, chỗ nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đây. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì cũng hôm trước úp buồn làm chi em ơi. À, đó là thông tin liên quan đến show diễn của Cường cũng như những thông tin khác ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang tin xã hội. À, Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là tất cả những gì mà Xuân Mỹ quan tâm tới thông tin đó thì về Cường, về trường đại học Hoa Sen, những bầu show liên quan đến hoạt động của fan club, rồi tới tin xã hội ha. À, tất cả những thông tin này thì Xuân Mỹ với mong muốn đưa đến cho khán giả cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất liên quan đến Cường cũng như là đời sống xã hội để chúng ta có thể có những cái bài học kinh nghiệm trong cuộc sống của mình thôi ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào một tin xã hội.
Chuẩn bị đưa người thân đi hỏa thiêu thì công an yêu cầu khám nghiệm tử thi, phát đăng trên báo pháp luật. Ngày 28 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân đăng xuất của ông T, 42 tuổi ở phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. Trước đó vào ngày 27 tháng 1 thì công an phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết nắm tin tại khu phố 6 tổ chức một đám tang nên thực hiện điều tra xác minh. Qua xác minh thì lực lượng nắm thông tin thi thể người đăng xuất đưa vào quan tài có một vết thương ở ngực. Ngay trong đêm 27 tháng 1, cơ quan công an Bình Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ yêu cầu gia đình tạm dừng đám tang để mở nắp quan tài khám nghiệm. Bước đầu xác định thi thể người đăng xuất chuẩn bị đưa đi hỏa táng có một vết thương ở ngực. Theo gia đình, ông T tử vong hôm 26 tháng 1 nhưng gia đình không báo cơ quan công an mà tổ chức tẩm liệm. Dự định sáng nay 28 tháng 1 sẽ đưa thi thể đi hỏa thiêu. Vụ việc thì đang được cơ quan điều tra ha, làm rõ ha. Có một cái bài báo liên quan đến Nam Em, liên quan đến ca sĩ Nam Em cả nhà. Nhưng mà trong poster thì Xuân Mỹ xin có thể là bài báo này đã xóa rồi cả nhà, nó còn cái tựa nhưng mà Xuân Mỹ sẽ đọc cái bài này sau ha. Đây, tin được đăng trên báo South Star. Nam Em giàu cỡ nào trước khi mắc nợ 4 tỷ? Thông tin này thì đăng trên South Star nha cả nhà, cho nên là chúng ta đọc để biết thôi. Thời gian gần đây thì Nam Em liên quan đến vấn đề của Nam Em thì xuất hiện rất là nhiều bài báo liên quan đến công việc cũng như ca hát cũng như đời sống của Nam Em và người chồng mà Nam Em đưa lên trên livestream, những buổi livestream thì Xuân Mỹ xin đọc qua cho mình nghe. Thời gian vừa qua, Nam Em là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi những ồn ào xoay quanh đời tư phát ngôn. Cách đây ít ngày thì người đẹp gốc Tiền Giang gây sốc khi tiết lộ đang mắc nợ 4 tỷ, cố gắng chạy show để trả hết khoản tiền này. Và đây là hình ảnh Nam Em với người chồng sắp cưới nè cả nhà. Thông tin này thì, thông tin mỹ nhân sinh năm 96 vướng nợ nần hàng tỷ đồng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó Nam Em sở hữu cuộc sống sung túc đầy đủ khiến nhiều người hâm mộ. Nam Em bắt đầu bước chân vào showbiz sau khi đăng quang ngôi vị hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 với việc năng nổ hoạt động. Cô sở hữu một chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, xế hộp hàng tỷ đồng. Đây, xế hộp sang ha. Không những thế, Nam Em nhiều lần được khán giả soi tủ đồ hàng hiệu. Ở những sự kiện, Nam Em cũng xuất hiện với các thiết kế sang trọng kèm loạt phụ kiện đắt đỏ. Không chỉ có được nhà và ô tô, Nam Em cũng từng đầu tư một số tiền không nhỏ để mở nhà hàng chuyên về ẩm thực miền Tây ngay giữa trung tâm thành phố. Chị bấy nhiêu cũng thấy được rằng cô sở hữu khối tài sản không phải dạng dừa trước khi vướng vào nợ nần. Đây. Cái nhà. Cách đây nhiều năm, Nam Em từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn dù sở hữu nhà riêng, song bản thân vẫn ở nhà thuê, không áp lực với cuộc sống vật chất. Tôi không có nhu cầu phải ở biệt thự dát vàng đi xa mấy chục tỷ, tôi chỉ cần một chiếc xe đi làm, một cái nhà mà tôi thấy mình ở thoải mái. Mặc dù tôi có nhà nhưng vẫn là ở nhà thuê, tôi không áp lực điều đó vì tôi thấy không gian sống mới là điều quan trọng, Nam Em từng chia sẻ qua khôi đó cả nhà. Cái vấn đề mà cổ nợ 4 tỷ là do cổ lên livestream của chia sẻ ha cả nhà. Mà chuyện làm ăn trong cuộc sống thì lúc dài lúc khác là chuyện bình thường. Rất mong là cô này ổn định cuộc sống. Và có rất là nhiều người đùa rằng Nam Em chỉ cần lên sân khấu hát thôi chứ đừng có phát biểu. Bởi vì là cổ phát biểu cũng nhiều cái phát ngôn của cổ cũng đi vào lòng đất lắm cả nhà. Nhưng mà mình đọc cho vui vậy ha. Bởi vì là lần này thì Nam Em cũng có mặt trong cái sân khấu chống đồng trên cái poster sân khấu chống đồng từ mùng 1 tới mùng 4. Không biết cổ có diễn đêm mùng 4 hay không, cái đó mình biết thôi ha. Rồi đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả chiều hôm nay. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin cảm ơn quý khán giả đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, vẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha, bấm ngón tay cái.
Với Xuân Mỹ thì trên phương châm là luôn luôn nào cũng đưa thông tin, tìm mọi cái thông tin vui về Cường để đưa đến cho quý khán giả. Ai ủng hộ thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ Xuân Mỹ. Còn ai không ủng hộ thì thôi không sao hết, nhưng mà đừng có vô đây đưa những cái bình luận những cái bình luận như như làm kiểu thừa thãi ha cả nhà, bình luận không cần thiết. Ví dụ như hôm nay dán một loạt lịch diễn của ca sĩ Cẩm Ly thì vô dưới video Xuân Mỹ thì thấy thừa thãi quá. Xuân Mỹ khi nào đưa tin trọng tâm có những vấn đề gì cần đọc thì Xuân Mỹ sẽ đọc tin liên quan đến ca sĩ Cẩm Ly ha. Còn bây giờ thì chủ yếu là ca sĩ Hồ Văn Cường ha cả nhà. Đó. Rồi, chúng ta vào fanpage này chúng ta tương tác ha, và Cường đã cập nhật cái poster diễn ở trên fanpage của mình luôn rồi ha. Đây, lịch diễn cách đây 4 ngày đó, đây cái poster nè. Đó, như vậy là Cường đã cập nhật đầy đủ 4 4 poster của 4 ngày diễn của mình rồi ha. Còn trên YouTube thì mọi người nhớ là tăng cường nghe nhạc trên kênh Hồ Văn Cường Official ha. Kênh này, đây, giới thiệu khán giả xem và nghe hai bài Việt Nam quê hương ngày Tết và Anh cho em mùa xuân, nghe qua nghe lại để có 1 triệu view làm quà cho Cường. Rồi một lần nữa Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa chiều ngon miệng ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào ạ.